Nga pháo kích khắp lãnh thổ Ukraine. Tờ Kiev Independent dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine rằng quân đội Nga ngày 29 tháng 6 đã tấn công thành phố Vinian, tỉnh Saporizhia, khiến 7 người thiệt mạng, 31 người bị thương. Theo cảnh sát tỉnh Zaporizhia, Nga đã phóng hai tên lửa vào Vinian, làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng, một cửa hàng và các tòa nhà dân cư. Hòa khoản xảy ra sau các vụ tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, ông Vadim Filaskin cáo buộc về cuộc tấn công của Nga và ba khu định cư ở tỉnh này vào đêm 29 tháng 6, khiến ba người thiệt mạng và bốn người bị thương. Cùng ngày, thị trường thành phố Dehachi, tỉnh Kharkiv, ông Vyacheslav Zadorenko nói rằng Moscow đã tấn công thành phố này bằng bom dẫn đường trên không, khiến ba người bị thương và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, sáng 29 tháng 6, quân đội Nga đã pháo kích vào làng Napnipriansky Kherson khiến 3 người bị thương. Trước đó, ngày 28 tháng 6, chính quyền địa phương nói rằng Nga đã tấn công tên lửa và một tòa trung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrov, làm một người chết, 12 người bị thương và hai người mất tích bình luận về vụ việc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 6 nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố và chính quyền Ukraina đang chuẩn bị các giải pháp mới để bảo vệ người dân theo hãng thông tấn Ukraine Farm. Ông Zelensky lưu ý rằng lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường và chưa rõ số phận của một số người sống tại tòa nhà Ngày qua, ông Ida Saliyaf, giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, nói rằng công ty này đã mất gần 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công của Nga. Ông Sali AF cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện của DTEK hơn 180 lần, gây thiệt hại khoảng 350 triệu đô la Mỹ. Ông Sali AF nói thêm, chỉ riêng năm nay chúng tôi phải chi gần 100 triệu đô la Mỹ để sửa chữa các nhà máy nhiệt điện. Các chuyên gia của chúng tôi đang tìm kiếm thiết bị bảo trì trên toàn thế giới để có thể mua và mang về lắp đặt tại Ukraine. Trong ngày, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 máy bay không người lái UAV tấn công Nga theo báo cáo, nga đã phóng UAV vào ukraine từ khu vực Primorskoye, tỉnh Krasnodar Krai, nga. Bộ quốc phòng nga ngày 29 tháng 6 cho biết, quân đội nga đã đạt được tiến bộ trên nhiều mặt trận, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, cụ thể, nhóm chiến đấu phía bắc của nga ngày qua đã gây thương vong cho 270 binh sĩ ukraine phá hủy một xe tăng, bốn phương tiện cơ giới và một khẩu pháo của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Battle Group Donetsk của Nga đã loại bỏ khỏi vòng chiến 100 binh sĩ và phá hủy một kho đạn dược Ukraina trong ngày 29 tháng 6. Tại khu vực do nhóm chiến đấu trung tâm của Nga quản lý, Ukraina mất tới 360 binh sĩ, hai thiết giáp, một xe cơ giới cùng nhiều khẩu pháo trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn trong ngày qua, gây thất bại cho 7 lữ đoàn Ukraine. Tương tự, nhóm chiến đấu phía Đông của Nga cũng di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, khiến Ukraine mất tới 135 binh sĩ. Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày 29 tháng 6 đã cải thiện vị trí tiền tuyến, khiến Ukraine tổn thất 430 binh sĩ, 3 thiết giáp, 8 xe cơ giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay MiG-29 và 119 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Lực lượng vũ trang Nga cũng phá hủy hai bệ phóng của hệ thống tên lửa S-300PS của đối phương. Trong ngày, Nga báo cáo về các đợt pháo kích của Ukraine và Donetsk khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ủy ban điều tra Nga ngày qua đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodice, tỉnh Kursk, Nga, trước đó cùng ngày khiến năm người thiệt mạng. Ủy ban điều tra Nga nói với TASS, Cục điều tra chính phủ Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự theo Điều 205 Bộ luật hình sự Nga về tấn công khủng bố sau vụ tấn công của Ukraine vào làng Gorodice. Ngày 29 tháng 6, Hội đồng Liên minh châu Âu-EU đã ra hạn lệnh trừng phạt đối với Belarus vì cáo buộc nước này có liên quan cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo tờ The Guardian. Hội đồng EU cho biết các biện pháp trừng phạt Belarus tương tự các biện pháp mà EU đã áp đặt lên Nga, chủ yếu nhắm vào ngành kinh tế. Theo tuyên bố của Hội đồng EU, sự hội nhập chặt chẽ giữa nền kinh tế Nga và Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện có. Các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus phản ánh một số biện pháp đã áp dụng với Nga, khiến các biện pháp trừng phạt EU áp đặt lên Nga trở nên hiệu quả hơn. Cũng trong ngày 29 tháng 6, căng thẳng biên giới giữa Belarus và Ukraine leo thang khi Minsk cáo buộc Kiev triển khai lực lượng đến biên giới. Hãng thông tấn Benta của Belarus đưa tin, Benka dẫn lời ông Andrei Severinchik, chỉ huy lực lượng phòng không Belarus. Căng thẳng ở biên giới Belarus-Ukraine ngày càng gia tăng, họ đang cố gắng kéo chúng tôi vào cuộc chiến. Ông Severinchik nói rằng, các lực lượng Ukraine được cho là đã bố trí các thiết bị quân sự, bao gồm cả những thiết bị do Mỹ sản xuất ở tỉnh Zitomi, Ukraine, giáp biên giới Belarus. Ông Lukashevich cũng cáo buộc Ukraine đặt mìn và các chất nổ khác gần biên giới. Ông Lukashevich lưu ý, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có để bảo vệ lãnh thổ và người dân Cộng hòa Belarus khỏi những hành động khiêu khích có thể xảy ra. Nga công bố video cuộc tập kích bằng tên lửa Iskander nhằm vào đoàn tàu chở thiết giáp và tổ hợp phòng không bốc M1 của Ukraine tại tỉnh Saporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 29 tháng 6, kíp vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào điểm bóc dỡ vũ khí và thiết bị quân sự từ đoàn tàu hỏa của quân đội Ukraine tại khu vực làng Ukrainka thuộc tỉnh Zaporizhia. Máy bay không người lái UAV Super KAM được triển khai để giám sát mục tiêu và xác nhận kết quả đòn đánh. Trong video được quân đội Nga công bố, đoàn tàu quân sự Ukraine gồm nhiều toa hàng, chở theo xe thiết giáp và khí tải bị phát hiện tại bãi đỗ trong khi một số xe đã được đưa xuống khu đất trống bên cạnh tên lửa Iskander đánh trúng bãi đỗ tạo ra vụ nổ lớn và cột khói bụi bao trùm khu vực. UAV Nga cũng ghi hình hàng loạt thiết giáp và khí tài Ukraine bị phá hủy, cùng cột khói đen khổng lồ bốc lên từ các đám cháy tại bãi đỗ. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đoàn tập kích đã gây thiệt hại với nhân lực, phá hủy nhiều thiết giáp trưởng quân M113 do Mỹ sản xuất, cùng một xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp phòng không tầm trung Búc M1, xe bồn chở nhiên liệu và các toa hàng của đoàn tàu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên cuối tháng 4 cho biết, số lượng đòn tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt đang gia tăng, nhằm mục đích vô hiệu hóa các tuyến hàng quân sự và làm tê liệt hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây ra tiền tuyến. Ukraine kiếm khí tiết lộ thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên trong tình báo nước này xác nhận rằng, Moscow đã đẩy mạnh tấn công hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn nguồn cung vũ khí của Kiev. Financial Times FT cho biết Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán để cung cấp cho Kiev tối đa 8 hệ thống phòng không Patriot, còn được mệnh danh là lá chắn thép, nhằm kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng chống lại các cuộc không kích của Nga. Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng thỏa thuận này có thể bao gồm các hệ thống Patriot sẽ được gửi từ Israel đến Mỹ, sau đó chuyển đến Ukraine. FT dẫn năm nguồn thạo tin cho hay thỏa thuận có thể đánh dấu sự thay đổi trong quan hệ của Israel với Moscow. Vào tháng 4 năm nay, Israel đã cho 8 hệ thống Patriot có tuổi thọ hơn 30 năm nghỉ hưu và thay thế chúng bằng các hệ thống tiên tiến hơn. Nếu thỏa thuận giữa Israel với Mỹ và Ukraine thành hiện thực, việc chuyển giao sẽ đánh dấu một bước thay đổi trong khả năng phòng thủ của Ukraine. Ukraine hiện có ít nhất 4 hệ thống Patriot do cả Mỹ và Đức cung cấp. Ukraine thường xuyên yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Tuần trước, Mỹ tuyên bố tạm dừng chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho các quốc gia khác để ưu tiên cung cấp cho Ukraine. Israel vẫn thận trọng trong mối quan hệ với Nga do ảnh hưởng của Moscow và tại Syria, nơi không quân Israel thường xuyên phải hành động chống lại lực lượng ủy nhiệm của Syria. Tuy nhiên, FT cho rằng các quan chức Mỹ đã tìm cách thuyết phục được chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Iran, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quân sự, là mối quan ngại cấp bách hơn. Trong khi việc chuyển giao cả 8 hệ thống Patriot đang được thảo luận, bốn nguồn tin cho biết có thể không phải tất cả các hệ thống này sẽ được gửi tới Ukraine. Ba trong số những người nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã có cuộc hội đàm về vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trong những tuần gần đây. Ông Kuleba nói với Financial Times, Ukraine tiếp tục hợp tác với nhiều nước trên thế giới để có thêm các hệ thống Patriot, mặc dù ông không xác nhận các cuộc đàm phán. Ông nói thêm, chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các quốc gia có hệ thống như vậy, hãy cung cấp chúng cho Ukraine. FT cho hay, Ukraine đang phải vật lộ để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom của Nga, làm tê liệt cơ sở hạ tầng của nước này. Chiến dịch không kích tầm xa mới và dữ dội nhất của Nga đã leo thang từ tháng 3 năm nay. Mẫu Patriot M901 PAC-2 của Israel dự kiến gửi cho Ukraine là loại cũ hơn hệ thống Patriot hiện có của Kiev. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết tên lửa đánh chặn cũ của Israel có tầm bắn xa hơn và đầu đạn lớn, phù hợp để đánh chặn các máy bay chiến đấu của Nga đang thả bom lượn có sức tàn phá lớn xuống các thành phố và các vị trí quân sự của Ukraine từ xa. Nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia ở London Justin Brand đánh giá PAC-2 thực sự hữu ích hơn PAC-3 trong các cuộc đánh chặn tầm xa chống lại máy bay, vì vậy chúng chắc chắn sẽ hữu ích ở Ukraine các cựu quan sát và nhà phân tích dự đoán các hệ thống của israel có thể sẽ được bán lại cho mỹ sau đó mỹ sẽ gửi chúng đến ukraina nhưng họ cũng cho biết thêm rằng không biết liệu israel có sẵn sàng bày tỏ rõ thái độ với nga hay không israel trước đây đã từ chối yêu cầu của ukraina về việc chuyển giao các hệ thống phòng không nào, vip cũng có thỏa thuận với nga cho phép máy bay phản lực của israel tiếp cận không phận syria